Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi tới mọi người sản phẩm điều hòa sử dụng cho xe TMT Cửu Long, hay thường gọi là TMT Sinochuk. Với mỗi một mã của dòng TMT, nó lại sử dụng với những đời dàn khác nhau, nhưng chân đế thì nó sử dụng cùng một loại. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh em những dàn lạnh sẽ sử dụng cho dòng xe TMT, dòng xe tải đấy, và dàn nóng, quạt dàn nóng. Với những cái đời có sẵn hộp dàn thì nó sẽ có hai mẫu dàn, một mẫu dàn rút này, một mẫu dàn ra van vuông. Mẫu dàn này thì nó sẽ là TMT Sinochuk cùng với lắp chung với hổ vồ đề cao. Với cái đời này thì nó sẽ bao gồm một van tiết lưu bắt ở ngoài, sau đó chúng ta bắt cái mặt bích này vào để chuyển ra đầu co để anh em dễ dàng đi đường ống. Cái van của nó thì dùng giống nhau, van của đời dàn rút này cũng thế, nó cũng sử dụng van của dòng này lắp vào và chúng ta một đầu chuyển này. Còn một đời cũng của TMT, nhưng nó đây, nó lắp dàn của Cửu Long. Phải nói là cái dòng chế độ này thì nó rất là nhiều loại. Đây là hôm nay em đang soạn tới cho anh em gần như là cái bộ TMT, những cái bộ điều hòa. Nó chỉ khác nhau về mỗi dàn lạnh thôi, là sử dụng cho dòng TMT. Tiếp đến là quạt dàn nóng. Quạt dàn nóng của nó thì đối với cái dòng xe tải này thì anh em nên sử dụng cái quạt dàn nóng lồng sắt hoặc là lồng nhựa nhưng công suất cao. Cái thằng này nó là 120W này. Nó cũng có cánh đẩy và cánh hút. Như cái dàn nóng hôm nay em giới thiệu tới anh em đấy là dàn cuốn, dàn dày 3/2 để tản nhiệt rất là tốt. Cái lốc thì là của lốc hàng Star. À đây, lốc 508 hàng Star. Cái chân đế này thì là mình bắt lốc 508. Cái mã động cơ của nó thì là có thể là 118 hoặc 105. Đấy là trên cái miếng nhôm ở chỗ động cơ đấy ạ. Và Euro 2. Đây là cái Bully tăng bản A hàng cao cấp đấy ạ. Trong một số video thì em cũng có nói rồi. Và đây là công tắc AC để anh em đấu vào này. Và đây là dây le điện. À, đây là phin học ga. Phin học ga của để chúng ta lọc ra. Đây là cái đai bắt phin khi anh em chế. Đây là cái van áp suất. Với một số cái dòng TMT nó chưa có cái chưa có hộp dàn lạnh đấy ạ, thì nó cũng có thể chế độ sang ba cái mẫu dàn liền quạt, liền hộp và liền công tắc AC dơ le ngắt lạnh. Thì ba cái mẫu đấy, mẫu này nó từ thằng cao cấp này, thằng tốt này và hàng vừa. Nó phụ thuộc vào cái giá thành của sản phẩm, nên là em muốn giới thiệu với anh em để anh em có thể nhìn rõ hơn. Như cái thằng 407 này đấy, đây là 405 và đây là 404. Với ba cái sản phẩm dàn lạnh liền hộp này thì nó có một tiện lợi là tất cả nó đã liền trong bên trong này. Đây, các cái mẫu mã cửa gió của nó cũng khá là đẹp. Đây là công tắc quạt này, công tắc quạt của nó có liền luôn này. Và đây là điều chỉnh bật điều hòa. Đây, cửa gió có thể lên xuống được này. Với cái sản phẩm này cũng thế. Đây, anh em ngửa xuống này. Đây. Và mình có thể đây điều chỉnh hướng gió luôn, tùy theo hướng như nào. Với cái hàng thường này, hàng 404 này cũng thế này. Đây cũng là công tắc quạt này. Đây là tắt bật. Với cái dòng này thì nó lại thiết kế hơi khác một chút, là thẳng này, khâu là lạnh này, tắt này. Đây. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái combo bộ sản phẩm dòng cho dòng xe TMT với những mẫu dàn lạnh thông dụng nhất trên thị trường hiện nay. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.